Kính chào toàn thể anh em cu thủ. Ngày hôm nay thì anh em đang được nhìn thấy một trong những mẫu lồng bẫy cu gáy đẹp nhất hiện nay với cái giá thành chưa đến 1 triệu. Và ngày hôm nay thì là một trong những cái video đặc biệt tri ân đến toàn thể các bác và anh em đã đồng hành và ủng hộ em trong những thời gian vừa qua. Hôm nay em sẽ gửi đến anh em một cái mẫu lồng đẹp nhất với một cái mức giá thấp nhất từ trước đến nay. Đây là cái mẫu lồng rất là nhiều anh em cu thủ khi đã đặt mua và tiếp đến lại đến bạn của anh em cu thủ đặt mua rất nhiều. Với cái mức giá thành như vậy mà anh em sẽ tìm hiểu được cái mẫu lục như thế này. Đây là mẫu lục cu gáy cầu tử 35 bầu 27, cái form chung mà được toàn thể anh em sử dụng nhiều nhất hiện nay. Và đặc biệt thì đây là một trong những cái mẫu lồng lục bẫy cu gáy mà chỉ có một nghệ nhân làm. Từ một nghệ nhân mà ra một chiếc lục như thế này. Chính vì vậy mà hàng rất là chắc chắn, đều tay, đẹp. Đấy, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Em sẽ đo cụ thể cái chiều cao của lồng để toàn thể các bác và anh em có thể thấy được nhé. Chiều cao của cái lồng này thì nó sẽ vào tầm 32-33. Đấy. Cái phần đằng trước này, bầu này sẽ là 27 nhé toàn thể các bác và anh em. Đấy, và cầu tử này là sẽ là 25. Đây là mẫu lục bẫy cu gáy bầu 27. Đấy. Và cầu tử là 35. Thiết kế bằng hợp kim. Đấy, cái khung này sẽ bằng thép này. Còn những cái thanh lan này sẽ bằng inox nhé toàn thể các bác và anh em. Lưới sẽ là dạng lưới đan tay, mắt lưới 8 phân. Đấy. Được ngụy trang bằng lá nhựa như thế này rồi, có cả lá non và lá già. Bên trong thì có cống ăn uống sẵn cho anh em nhé. Và quan trọng nhất thì anh em hãy quan sát về cái chất lượng của lục. Cái lò xo này rất là khỏe và mạnh này, cực kỳ là đều đẹp. Đấy, các bác và anh em nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhất của cái mẫu lục bẫy này. Đây, ví dụ như là mối dây hay là mối hàn này. Rất là chắc chắn và tỉ mỉ, sơn tĩnh điện màu đen, à màu xanh hết rồi để ngụy trang cho toàn thể các bác một cách tốt nhất. Với cái mẫu lục bẫy cô gái này thì bên em sẽ sử dụng là móc inox ti đồng nhé. Các bác và anh em có thể tháo rời ra. Đấy, và khi mà các bác và anh em nhận được một chiếc lục thì nó sẽ như thế này. Đấy, móc em sẽ để rời ra để em đóng gói cho nó dễ, nó đỡ bị gãy. Và cái ti đồng này toàn thể của bác và anh em có thể xoáy ra xoáy vào một cách tự do được. Đấy, cả một cái ti đồng như thế này giá đã khá là cao rồi. Đi mua những cái chất liệu bằng đồng thì giá không hề thấp một tí nào cả các bác ạ. Và với cái mẫu lục bẫy cô gái ngày hôm nay, toàn thể của bác và anh em sẽ được mua một cái giá là 950.000. Đấy, trong khi đó là bình thường các bác mua một chiếc áo lục này 80.000 đồng, áo lục quay đeo ba lô. Thì nay em sẽ gửi tặng toàn thể các bác trong video này. Đấy, bác nào gặp em trong video này thì đúng là một cái video rất là may mắn. Gửi đến toàn thể các bác với cái mẫu lục này là 950. Đấy, cộng thêm một chiếc áo ba lô này và không đồng nhé toàn thể các bác nhé, miễn phí luôn. Thì với chiếc lục bẫy cô gái này, các bác có thể quan sát thật kỹ và một lần nữa thì các bác có thể quan sát sau đó thì nếu có ưng hãy gọi điện trực tiếp tới cái số điện thoại ở đầu phần màn hình. Các bác sẽ được mua với giá tốt nhất hiện nay. Và khẳng định đảm bảo với toàn thể các bác nhận hàng sẽ được quyền kiểm tra. Hàng ok, đẹp, rồi chắc chắn, tỉ mỉ thì các bác mới phải trả tiền. Còn nếu mà các bác không ưng, các bác có quyền trả lại nhé. Và em biết ý, thì tất cả những bác cu thủ đều là những người rất là kỹ tính. Thật sự là như vậy, rất kỹ tính thì mới chơi cu gáy. Thì các bác yên tâm. Đấy, bên thợ em thì cũng là một bác chơi cu gáy rất nhiều năm rồi. Và cũng rất là tỉ mỉ đến từng mắt xích. Nên là các bác yên tâm khi đặt mua chiếc lục này nhé. Và đặc biệt thì em rất là tự tin báo giá cho toàn thể các bác với cái mức giá rẻ nhất như này. Và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Em sẽ gửi đến toàn thể các bác rất nhiều mẫu loa và mẫu sào gác chim cu gáy nữa. Các bác nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất nhé.